Sao con người thích chơi cái này quá ha? Cái gì? Thì đây là đồ chơi của con người, nên họ thích là đúng rồi. Nhưng tôi đâu có thích chơi mấy cái đồ nhựa, đi ô nhiễm môi trường quá đi à. Thì bà cứ chơi cho đỡ buồn đi, chứ ở đây đâu còn gì khác ngoài mấy cái này. Ông không nghe tiên cá Tiun nói hả? Sản xuất đồ chơi nhựa là hủy hoại thế giới mà mình chơi đồ chơi nhựa riết là tiếp tay gây cho ô nhiễm môi trường đó. Trời ơi, đây là đồ chơi Nhật Bản hàng xịn đó bà nội. Bà không thấy tôi chơi rất nâng niu nhẹ nhàng sao? Còn bà phát của quá à, bà cắn gì đâu nát hết trơn à. Không chừa tôi cắn chứ. Đồ chơi bằng nhựa thì đều như nhau cả thôi. Nhật Bản, Trung Quốc gì có khác đâu nhau đâu. Cũng là da vàng tóc đen, hơi đâu phân biệt. Bà phá của quá đi à. Càng phá hoại đồ chơi này thì cô chủ sẽ càng mua đồ chơi mới về cho chúng ta chơi tiếp. Mà có ghét đồ nhựa thì cứ chơi nhẹ nhàng thôi cho cô chủ vui. Bà có cắn thì cắn giống tôi, cắn ít ít thôi. Bà cắn một cái muốn banh luôn cái đồ chơi luôn sao chơi. Đừng có để cô ấy mua đồ chơi cho mình nữa. Bà nhìn xem, một tháng nay mà chúng ta đã phá hoại biết bao nhiêu đồ chơi nhựa rồi. Suy nghĩ của tôi thì khác, cô chủ mà càng mua đồ chơi cho chúng ta thì chúng ta phải phá hoại nhanh lên để cho cô ấy thấy nản luôn. Có khi làm cho cô ấy giận lên, chúng ta sẽ được thả tự do về thiên nhiên luôn ấy chứ. Ôi, bà có cái suy nghĩ khùng điên quá đi à. Trời ơi, ông nói tôi phát của mà ông phát của còn gấp 10 lần tôi nữa chứ bộ. Cô ấy mà cho chúng ta chơi đồ chơi xịn là rất thương tụi mình đó. Mà bà cứ phá của nhanh như vậy là cổ nhậu bà luôn chứ. Nên tôi thấy tụi mình cứ ngoan ngoãn đi, tạo lòng tin với cô chủ, rồi mốt để cơ hội cô ấy lơ là mình trốn thoát về tự nhiên. Như vậy là hợp lý. Chứ bà quậy lên làm chi, bị nhốt trong chuồng suốt luôn bây giờ. Ê, công nhận ông thông minh thiệt nha. Người ta nói tứ chi phát triển, đầu óc ngu đần. Còn tôi thấy ông bự cơm mà khôn như vẹt ấy. Ở chung cha mẹ ơi, có liên quan gì không bà nội? Thôi chơi tiếp đi ha.